Và đây là ba cái loa của dàn âm thanh 5.1 các bạn. Pole Audio. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Cái này thôi. Đó. Center cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà chất lượng cực kỳ cao luôn. Cái này là thuộc dàn RM7. Đây. Model là RM7 5.1 luôn. Đây các icon của nó. Đây là cái dàn của nó này. Các bạn có thể thấy là đây là những cái loa, 5 cái loa trên eBay nó bán. Đó. 5 cái loa. Đây là trang của Philippines. Rồi đây là thông số kỹ thuật của mấy loa này. 100W tối đa. Chép đom. Đó, và tần số là từ 140 tới 20 MHz. Độ nhạy là 89 dB. Rất cao ha. Đó. Độ nhạy rất cao. 89 dB trên 1 W trên 1 mét. Rất sang trọng. Rất là bóng bẩy ha. Mới, còn rất là mới. Rồi bây giờ mình nghe nhạc nha, nghe chút xíu đi. Nghe một vài đoạn. Mình chỉ ghép với cái ampli này là chỉ có hai loa thôi nha. Độ chi tiết rất cao các bạn. Khác ha.